Trà Tân Cương Thái Nguyên loại 1 sale duy nhất một ngày hôm nay, vừa bán vừa tặng vừa cho vừa biếu các bác, với giá là 199.000 trên 1kg miễn phí ship giao hàng. Và tặng các bác thêm một gói nhỏ 200g khi mà các bác mua từ 2kg trở lên ạ. Đây ạ, gói nhỏ 200g nhà em rất là xinh đúng không ạ? Các bác nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại, địa chỉ để bên em lên đơn trực tiếp cho các bác ạ. Và sale duy nhất một ngày hôm nay thôi, bác nào nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết nhá. Trà móc câu loại 1 ạ, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Và đây là nhà em, hôm nay nhà em sẽ review cái khâu đóng gói của gia đình nhà em. Các bác 1kg thì bên nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng, 2kg thì sẽ tặng thêm các bác một gói nhỏ 200g. Và thường thường nhà em sẽ đóng bao bì màu vàng hoặc là màu xanh các bác nhé. Các bác thích màu vàng thì em sẽ đóng cho các bác màu vàng này, thích màu xanh thì em sẽ đóng cho các bác màu xanh, thích 100g em đóng cho 100g, thích 200g thì em sẽ đóng cho 200g. Nên các bác nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ để bên em lên đơn trực tiếp cho các bác, rất là tiện đúng không ạ? Sale duy nhất một ngày hôm nay thôi, trà móc câu Thái Nguyên loại 1, trà Tân Cương đặc sản của vùng đất Thái Nguyên quê em, chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi. Nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết, các bác cứ yên tâm về giá thành cũng như là về chất lượng, bởi vì nhà của nhà, hàng của nhà em là tự của nhà sản xuất ra, cho nên là không qua một khâu trung gian nào cả. Các bác cứ nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại thì là sẽ lên đơn, bên nhà em sẽ lên đơn cho các bác. Và sau đây em sẽ test tiếp cái nước trà, mẫu trà bên này em đang bán ạ. Đây ạ, trà ngon thì chắc là hẳn là các bác sẽ biết rồi đúng không ạ? Tiền chát ngọt hậu đúng không ạ? Đây ạ, trà thì móc câu thì nó sẽ như nào các bác có biết không ạ? Nếu bác nào sành về trà thì chắc hẳn là em sẽ không phải nói nhiều rồi. Sành về trà thì là trà mà ngon ấy thì nó sẽ đủ 4 yếu tố là tiền chát ngọt hậu. Khi mà uống vào thì nó rất là ngọt và thơm đúng không ạ? Đây ạ, và ngọt hậu về sau các bác nhá. Sau đây em sẽ test cái nước mẫu chín nước trà bên nhà em. Thường thường thì nhà em sẽ buổi sáng sẽ đi hái trà và đến buổi chiều, bây giờ đang là buổi chiều các bác nhá. Công nhân nhà em đang đóng trà đấy ạ. Mọi người làm việc rất là vất vả và khổ cực, và hơn thế nữa đây, hàng em đang gửi đi cho đóng đi cho xỉ rất là nhiều. Bác nào muốn để xỉ thì inbox ngay cho em qua, để lại số điện thoại để bên em là tư vấn cho các bác ạ. Đây ạ, sale duy nhất một ngày hôm nay thôi là 199.000 trên 1kg miễn phí ship giao hàng. 2kg bên em nhà em sẽ có quà cho các bác, và hơn thế nữa là các bác sẽ được thử hàng thoải mái trước khi thanh toán ạ. Đây ạ, trà ngon là nước trà nó phải sóng sánh ánh vàng như này, rất là xanh và thơm. Đây ạ, rất là xanh và thơm, sóng sánh như là mật ong đúng không ạ? Bác nào sành về trà thì nhìn cái chén trà như này thì các bác biết ngay là trà ngon hay không. Và khi mà chúng ta đặt hàng, khi mà chúng ta uống lên môi của chúng ta ấy, thì là nó cho xuống cổ họng thì mới đầu là nó sẽ hơi chát nhẹ và sau sẽ ngọt hậu về sau ạ. Các bác nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ để bên em lên đơn trực tiếp cho các bác. Nhà em đang đóng để xuất đi cho những đơn lẻ đấy ạ. Các bác nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại để bên em lên đơn trực tiếp cho các bác nhé. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Nên các bác cứ yên tâm về giá thành cũng như là về chất lượng, hàng của nhà em tự sản xuất ra cho nên không phải qua một khâu trung gian nào cả. Các bác sẽ được mua hàng với giá cực kỳ sốc và cực kỳ ưu đãi ạ, duy nhất một ngày hôm nay đây ạ.